Quan nghe quý vị đón xem bản tin tiếng Việt ngày 9 tháng 1 của Đài Truyền hình PDS Đài Loan. Theo kết quả thống kê trong năm ngoái do Bộ Lao động công bố, đối với lao động di trú thuộc ngành chế tạo và xây dựng, ngoài vấn đề về rào cản ngôn ngữ, thì cũng có 34% chủ lao động cảm thấy rắc rối vì vấn đề lao động di trú bỏ trốn. Ngoài ra, mức lương trung bình của lao động ngành sản xuất là 32.000 đài tệ, trong khi của khán hộ công chỉ ở mức 23.000 đài tệ. Anh Quý một lần giữ trú, đặt linh kiện đã được gia công lên thiết bị đo chính xác để kiểm tra. Phó tổng giám đốc của công ty đứng bên cạnh quan sát và rất hài lòng với những sản phẩm do anh làm ra. Anh Quý cũng rất cố gắng học tiếng Trung để xóa bỏ rào cản trong giao tiếp. Tuy nhiên, phía cấp quản lý công ty cũng cho biết tình trạng lao động bỏ trốn thật sự cũng khiến họ gặp nhiều khó khăn và rắc rối. Cần

Tổ chức thúc đẩy nhân quyền cho lòng dự trú cho rằng số lượng lòng dự trú tại Đài Loan hiện đã lên đến 750.000 người, nhưng số lượng phiếu khảo sát thu hồi từ chủ lao động chỉ có hơn 8.500 bán, do đó có lý do nghi ngờ về tính xác thực của cuộc khảo sát trên. Họ cho rằng chính phủ cần phải ưu tiên giải quyết vấn đề lòng dự trú mất liên lạc và bãi bỏ hệ thống mùa giới tư nhân để cải thiện quyền lợi cho người lao động nước ngoài hiện đang dấy lên làn sóng tăng giá của ngành kinh doanh dịch vụ ăn uống. Theo chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh Burger King tuyên bố, từ hôm nay sẽ tăng giá 17 mặt hàng với mức tăng trung bình 2%. Tuy nhiên, theo chuyên gia dự báo, do giá nguyên vật liệu trên quốc tế bắt đầu hạ giảm, nên áp lực lạm phát của Đài Loan có thể cũng sẽ giảm dần theo từng quý. Hiện nay khi bước vào quán ăn để tiết kiệm nhiều người cũng không dám gọi nhiều đồ ăn. Chỉ mới sang năm 2024 vài ngày mà cái gì cũng đắt hơn hẳn. Không chỉ riêng người dân mà thậm chí đến những người kinh doanh quán ăn lâu năm cũng kêu trời vì giá cả tăng cao và khiến họ phải lao đao. Tôi <laughs> Nhiều chủ kinh doanh phải gồng mình để bình ổn giá vì sợ mất khách, nhưng cũng có doanh nghiệp đã tuyên bố sẽ tăng giá bán. Như chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh Burger King vừa ra thông báo, bắt đầu từ ngày 9 tháng 1 sẽ điều chỉnh giá bán của 17 sản phẩm, trung bình tăng 2%, trong đó tăng nhiều nhất là burger bò kèm với thịt heo sông khỏi siêu lớn và món khoai tây tắm phô mai. <laughs> Có người cho rằng giá cả thực phẩm tăng cao ngày đầu năm mới rất có thể liên quan đến việc tăng lương tối thiểu. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng Đài Loan thuộc loại hình lạm phát nhập khẩu. Do lạm phát trên toàn cầu đang có xu hướng hạ nhiệt, giá cả nguyên vật liệu đang giảm dần. Vì thế, chỉ số giá tiêu dùng trong năm nay có khả năng sẽ xuống dưới 2%. Các xuống dưới Chuyên gia cho rằng trừ khi năm nay xuất hiện xung đột địa chính trị mới, nếu không thì chỉ số giá tiêu dùng tổng thể trong năm nay sẽ giảm dần theo từng quý và áp lực lạm phát có thể sẽ giảm theo. Do ảnh hưởng bởi giải mây và mưa vùng Hoa Nam, làm tăng khả năng có mưa của các địa phương trên toàn Đài Loan vào hôm nay và bắt đầu từ chiều mai, khối không khí lạnh lục địa sẽ tràn về, thời tiết sẽ chuyển dần sang trạng thái lạnh nhưng khô giáo. Thứ tư và thứ năm sẽ là hai ngày lạnh nhất, nhiệt độ vào lúc sáng sớm có thể xuống tới dưới 10 độ C. Vào sáng sớm thứ ba, do chịu ảnh hưởng bởi giải mây và mưa ở vùng Hoa Nam dịch chuyển về phía đông, hơi nước dồi dào, vì vậy làm gia tăng khả năng xảy ra mưa tại các địa phương trên toàn Đài Loan và xuất hiện mưa đá trên núi Hợp Hoan. Vào thứ tư và thứ năm sẽ xuất hiện khối không khí lạnh lục địa, nên sẽ là hai ngày lạnh nhất trong tuần. Đến sáng sớm thứ sáu, đợt không khí lạnh bắt đầu suy yếu, nhưng do hiệu ứng tản nhiệt bức xạ, nhiệt độ có thể vẫn rất thấp, đặc biệt tại vùng Duyên Hải hoặc những nơi chống trải. Đợt không khí lạnh này có thể sẽ đạt cấp độ rét đậm, tuy nhiên vì lượng hơi nước không đủ nên sẽ ở trạng thái lạnh nhưng khô giáo. Trước thêm cuộc tổng tuyển cử của Đài Loan vào cuối tuần này, từ ngày đầu năm mới đến nay, Trung Quốc liên tục thả bóng bay để gây nhiễu không phận Đài Loan. Theo đánh giá mới nhất của Viện Nghiên cứu Quốc phòng Đài Loan cho thấy, nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan, tốc binh lực đầu tiên đổ bộ có thể đạt tới 100.000 người, nhưng cũng theo phân tích nếu Trung Quốc quyết định đổ bộ theo đường biển và đường không, chắc chắn sẽ có rủi ro cao. Vào thời điểm nhạy cảm trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Đài Loan, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã tuyên bố sẽ trừng phạt năm công ty quân sự của Mỹ với lý do bán vũ khí cho Đài Loan, đồng thời kêu gọi Mỹ ngừng trang bị vũ khí cho Đài Loan. Trung phong quyết định đối 5 nhà Mỹ quân công ty thực hiện trừng phạt. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết trong ngày hôm qua đã phát hiện 16 lực máy bay quân sự của Trung Quốc xâm nhập vào vùng không phận phía tây nam và kể từ đầu năm mới đến nay tổng cộng có 17 quả bóng bay di chuyển vượt qua đường trung tuyến trên eo biển và khu vực đảo Đài Loan. Trong báo cáo đánh giá thường niên của Viện Nghiên cứu Quốc phòng Đài Loan về đường lối phát triển chính trị và quân sự của Trung Quốc có đề cập rằng nếu Trung Quốc sử dụng vũ lực tấn công, tổng binh lực của lực lượng đổ bộ đường biển và đường không trong đợt đầu tiên có thể lên tới 100.000 người. Tuy nhiên, báo cáo cũng phân tích rằng quân đội Trung Quốc không có kinh nghiệm tác chiến đổ bộ và họ phải vượt qua eo biển Đài Loan rộng hơn 100 km dưới sự giám sát của lực lượng phòng thủ của Đài Loan, bao gồm các hệ thống phòng thủ tên lửa chống hạm và phòng không nên rủi ro là rất cao. 啊，横渡、哦、台海的时候，那时候他的兵力是没有抵抗能力啊。只要我们有适当的一个啊、呃、防卫兵力的话，那他就是处于挨打的局面。 Học giả chỉ ra rằng cuộc tập trận hãng quan vào năm ngoái đã tăng cường huấn luyện tác chiến phản công đô bộ. Nếu quân đội Trung Quốc quyết định tấn công Đài Loan bằng đường biển, họ chắc chắn sẽ sử dụng đến tên lửa để vô hiệu hóa hệ thống chỉ huy và kiểm soát của Đài Loan, do đó bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu và bảo tồn lực lượng là mục tiêu hàng đầu của Đài Loan trong việc tăng cường khả năng phòng thủ. Dịp cuối năm tiệc tùng liên miên, vì vậy cảnh sát cũng tăng cường kiểm tra tình trạng điều khiển phương tiện xe cộ sau khi uống rượu bia tại đài nam có một tài xế chỉ trong nửa tiếng đồng hồ bị cảnh sát chặn lại hai lần và đều phát hiện vi phạm nồng độ cồn trong lúc lái xe người này không những nhận được hai tờ phiếu đóng tiền phạt mà còn bị treo bằng lái cả xe ô tô lẫn xe máy vào ngày 7 tháng 1, trong lúc thực hiện nhiệm vụ, cảnh sát Đài Nam kiểm tra phát hiện một tài xế xe ô tô có nồng độ cồn đạt 0,22 nên đã lập tức lập biên bản phạt tiền và thu giữ phương tiện. Nhưng không ngờ chỉ nửa tiếng sau lại bắt quả tang người này điều khiển xe máy trên đường nên tiếp tục thu giữ xe máy. Chỉ trong nửa tiếng đồng hồ người đàn ông này đã nhận được hai tờ phiếu phạt tiền bằng lái xe ô tô và xe máy đều bị thu giữ. Theo cảnh sát nhấn mạnh, bất kể nồng độ cồn có cao hay không, chỉ cần đã uống rượu bia thì không nên điều khiển phương tiện xe cộ. Và trong dịp tiệc tùng cuối năm cao điểm như hiện tại, cảnh sát sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra tình trạng lái xe sau khi uống rượu bia. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin tiếng Việt ngày hôm nay.